Và đây là trái thanh trà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đầu mùa các bạn nha. À, chua chua ngọt ngọt rất là thơm. Trái này dặm đá đường bá cháy luôn. Hoặc là chấm muối ớt nữa. À, cam rực luôn. Còn lá nữa. Là một ly thanh trà thôi. Và đây các bạn, mùa xuân đã đến quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hey. Bên phía tay phải, màu hoa cúc vàng rực luôn. Đó. Đẹp chưa? Đi giữa một vườn hoa. Nó đẹp gì đâu. Mình đón xuân sớm ha. Rồi bây giờ cho hải sản vô. Cho hải sản vô. Đấy, lẩu hải sản 150.000 đồng, thành phố Long Xuyên. À, tôm, mực, và cá. Đã chưa? À, sắp chín rồi. Không? Và hiện tại mình đang có mặt ở tầng 9 của quán cà phê Panda, trung tâm thành phố Long Xuyên. Lúc này là khoảng độ 6:30 tối các bạn. Quán cà phê này có view gần như 360 độ. View thành phố Long Xuyên rất là đẹp. Nhìn về nhà thờ Chánh Tòa, nhìn về cầu Hoàng Diệu. Rồi, mời các bạn cùng xem một đoạn video về trung tâm thành phố Long Xuyên. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 1 năm 2021. Từ thị trấn Trà Ôn, bây giờ mình đi Long Xuyên. Và hiện tại đang ở huyện Bình Minh. Ở đây có một cái đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Đó chính là trái thanh trà các bạn. Và là thanh trà đầu mùa nha. Thanh trà đầu mùa 60.000 đồng một ký, nhưng mà chỉ có loại chua thôi, chứ không có loại ngọt. Xin lỗi, chua chua ngọt ngọt, chứ không có cái loại thanh trà mà hoàn toàn ngọt. Mới đầu mùa các bạn, vú sữa rất là nhiều. À, bạn nào từng ăn trái thanh trà biết thanh trà rất là ngon ha, vị chua ngọt rất là đậm đà, thơm lắm. Ở ngoài sau có một cây thanh trà đang có bông, mình ra sau mình quay cái cây nha. Đây lửa cái chỗ nắng các bạn, quay các bạn xem. À, thanh trà ở đây có mức thanh trà luôn đúng không? Dạ. Đó các bạn. Đó trời. Vỏ thanh trà vàng rượm ha. Ồ. Vú sữa này là bán sao chị? 30.000 ký. À, vú sữa 25-30.000 đồng ký. 15 cũng có luôn hả? Nhìn đã quá trời luôn vậy. Hình như cái mùa thanh trà rộ là khoảng độ tháng 3 đúng không chị? Đúng rồi, tháng 3 tháng 4 đúng không? Ngay khu vực mà cầu Cần Thơ các bạn, bên phía Vĩnh Long bán rất nhiều. Rồi, cô cho con đi xem cây thanh trà được không cô? Dạ. Có cái bông thôi chứ không có cái trái. Dạ. Đây là huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Sủa hoài con chó. Em đi. Mày chết đi. Ê, đi vô. Dạ, cây con này bán sao cô hả? 20.000 cây, cái này có bông luôn hả cô? Có bông. Wow. Đó, cây mẹ đó. À, đâu cây mẹ? À, bên phía tay trái đúng không ạ? Dạ. À, trên đầu, thấy trái, thanh trà. Đây các bạn. Thấy không? Đó, qua đây. Nhưng mà cái đứt vùng này trồng hộp chứ mang về Sài Gòn trồng chắc không lên trái quá. Cái này loại cây rừng mà. Vậy hả? Ở đâu đất nào trồng được trơn á.
Rồi, nhưng mà con ở Sài Gòn. Vậy hả? Ồ, ừ. Mà trồng bao lâu là có trái cô? Như cái cây nãy cô chỉ cành rồi. 3 4 năm. 3 4 năm hả? Hỏi tứ luôn. Dạ. Đó bạn, cây thanh trà. Đó các bạn thấy ha, rõ nha. Rồi bây giờ chắc mua 1 ký. Sau đó hỏi có làm ly đá đường không? Ăn giải khát. Đây là hũ mứt thanh trà các bạn, có giá 50.000 đồng nha. Ở đây chỉ có bán cái cây gọi là cây thanh trà, mang về thành phố luôn. Em lấy số điện thoại. Đọc lại số điện thoại em gì? 0763 807 779. 0763 807 807 779. Là có thể bán được cây thanh trà và chuyển cái thanh trà này về thành phố luôn. Theo xe nào vậy ha? Nhà xe nào? Chị sẽ gửi xe bến xe Tô Châu á con. Về tới Sài Gòn là quận mấy hả? Bến xe miền Tây hoặc trạm Lê Hồng Phong. Trạm Lê Hồng Phong. Dạ. Rồi có liên hệ với chị nha. Tên gì chị? Chị Ngân. Ngân, dạ. Rồi chúng ta uống thanh trà. Là một ly thanh trà đá. Từ đây kéo đến chân cầu Cần Thơ bán thanh trà. Về miền Tây thấy cái gì cũng mua hết. Đây là cây thanh trà nè, bán một cây là 20.000 đồng, có hoa luôn. Đó, tưởng là một nhánh, chiếc nhánh. Bưởi này là bưởi da xanh đó chị hả? Da xanh thì chủ yếu Bến Tre. Năm Roi ở bên Bình Minh đúng không ta? Năm Roi Bình Minh mà. Đây, bưởi Năm Roi Bình Minh. Em nhớ là cái phà mà hồi xưa là cái phà Bắc Mỹ Thuận mà qua Cần Thơ là bán bưởi Năm Roi nhiều lắm. Từ hồi bỏ cái phà uống gì đâu á. Dẹp luôn à. Nãy giờ nó đặc biệt gì vậy? Đặc biệt là cái gì? Cái đặc biệt á, nãy giờ nó đặc biệt gì? Đặc biệt là Năm Roi này là đặc sản cái vùng này. À đúng rồi. Hạt rất là ngon. Không hạt đúng không? Không hạt luôn. Dạ. Mà Năm Roi là giờ bán nhiêu 1 ký vậy? 25.000 đồng. Năm Roi 25.000 đồng 1 ký. Rồi bưởi không hạt Bình Minh. Dạ. Rồi đợi cái ly. Và đây là ly thanh trà đá. Ủa mời miễn phí luôn các bạn. Thân thiện quá trời. À, màu cam. Cái này là mứt rồi đúng không cô? Cái này là mứt thanh trà đúng không ạ? Mứt thanh trà. Mứt thanh trà này làm ngọt quá các bạn. Nó sẽ mứt đi cái mùi hương của thanh trà. Mình thích chanh thanh trà tươi hơn, thanh trà chấm muối. Và đây các bạn, đây là Ô Môn, Cần Thơ. Mùa xuân đã về với Cần Thơ rồi. Hoa cúc quá trời không? Rồi bông vạn thọ nữa. Đi qua bển nha. Quá đẹp. Một màu cúc vàng rực luôn. Và mình xin lỗi nha, từ đây đi Ô Môn, thực ra bây giờ là quận Bình Thủy. Ở đây là quận Bình Thủy các bạn. Tại nãy thấy cái bảng Ô Môn. Ngoài sau là ruộng lúa kìa. À, đẹp gì đâu á. Hoa bông vạn thọ, thơm gì đâu á. Đây, ghi kế chân mình luôn. Qua đây, hoa dừa cạn treo lủng lẳng. À, đẹp quá. Quay gần cảnh một chậu. À, đỏ rực luôn. Rồi bạc hà nữa kìa. Rồi đi các bạn. Đẹp ơi là đẹp. Vàng rực một góc trời. Mấy nhà tranh. Nhà tôn chứ. Đẹp quá cô ơi. Ngoài sau lúa nữa.
Đó. Một màu xanh luôn. Bình thủy. Ồ. Cái này các bạn. À. Rồi, tiếp tục đi về Long Xuyên. Đi tiếp thêm một đoạn các bạn. Ở đây nè, thấy phơi cá lóc nha. Rồi, đặc biệt các bạn thấy nè, chập trùng luôn. Quá trời không? Đó, mình đứng từ bên ngoài quay vô. Qua bên kia nữa. Chào cô. Đó. Màu hoa. Rồi. Không có thời gian đi vô trong chứ. Cảnh đẹp quá trời đẹp luôn. Zoom cận cảnh. Rồi. Rồi, chúng ta đã tới Long Xuyên. À, nhà xe Hùng Cường kìa, chuyên chạy tuyến Sài Gòn, Long Xuyên, Châu Đốc. Và ngay vị trí mình đứng đây là 75 Trần Hưng Đạo các bạn nha. Ở đây có khách sạn tên là Phương Nam. Điều đặc biệt là ở thành phố Long Xuyên này, nếu các bạn đi tìm số nhà sẽ khóc đó. Ở đây là số 75, bên phía tay phải căn nhà ghi là 1135. Và nãy tới giờ mình đi tìm nhà chết cha luôn. Thành phố lớn mà số nhà loạn sang hầu hết. Không biết nói sao nữa. Rồi thôi vô nhận phòng. Ở đây phòng một giường lớn là 208, hai giường là 300. Đó. Phương Nam. Rồi. Mình đã quay cái phòng cho các bạn xem trước nha. Có thang máy. Ngồi từ Vĩnh Long qua đây, đúng thiệt nó. Cái mông nó vỡ luôn. Đồ chết cha. Rồi, chúng ta bước vô phòng. Đây, mình quay một phòng các bạn xem nha. Diện tích cũng vừa đủ thôi. Nói chung đây là có một cái giường lớn. Đó, bên đó có một cái gọi là cái bàn, gọi là bàn trang điểm hả? Đó, có cái điện thoại. Lên đây có cái quạt máy, qua bên có cái tủ quần áo, rồi có cái tivi, thêm cái tủ lạnh và cái máy lạnh. Sẽ bước qua kia quay các bạn xem. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái nhà vệ sinh nha. À, ở đây có bán thuốc lá luôn chứ. Đó, mì ly, cái đồ đun nước. Không thấy trà và cà phê. Ở đây phòng tắm. Phòng tắm cũng rộng, ok, tốt. Giá này ổn, ở thành phố Long Xuyên. Rồi nghỉ ngơi thôi, 2 giờ trưa rồi. Trời ơi, mệt quá. Đây là đường Trần Hưng Đạo, con đường chính của thành phố Long Xuyên. Cầu này là cầu Hoàng Diệu. Bên phía tay phải là Vincom Plaza. Ở dưới chân cầu các bạn. Mình không có chở tay được. Không có quay.
Phía trước mặt các bạn chính là nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Bên phía tay trái đi về phà An Hòa, bên phía tay phải này đi về hướng phà Vàm Cống. Đây là hai phà bắt từ Đồng Tháp ha, qua Long Xuyên. Bây giờ thì có phà Vàm Cống rồi, lộn, cầu Vàm Cống chứ. Hồi xưa mình cũng thường đi phà An Hòa và phà Vàm Cống để qua Long Xuyên tới Châu Đốc. Thì thực sự là đây lần đầu tiên mình ở thành phố Long Xuyên, thường là mình chỉ ghé ngang qua thôi, chứ không ở lại. Bây giờ mời các bạn nhìn bên phía tay phải, quán cà phê Panda. Đây là quán cà phê, một những quán cà phê có view đẹp nhất ở thành phố Long Xuyên. Đây, các bạn nhìn lên. Đây, đó. Chúng ta lên chợ đúng cà phê. Rồi, đây các bạn, đây là vị trí ha. Đối diện là tiệm vàng Mỹ Thành Mâm, 1337 Trần Hưng Đạo. Các bạn nhìn bên kia là ngân hàng Nam Á. Rồi vòng xoay đây ha. Và đây là trung tâm mua sắm Nguyễn Huệ. Quán cà phê Panda thì nằm ở 2 tầng, tầng 5 và tầng 9. Đó. Bây giờ mình sẽ lên tầng 5 trước, sau đó sẽ lên tầng 9 nha. Rồi vô đây có chỗ gửi xe, có thang máy đi lên. Ở đó khả năng có mở nhạc, mình sẽ ghét nhạc nha. À dạ, thẻ luôn. Đèn sửa. Khu vực đậu xe miễn phí. Đó. Rồi đi vô. Đợi lên tầng 5. Quán cà phê Panda. Gấu trúc Panda. Dạ. Đỡ quá. Đây, tầng 1 điện gia dụng, tầng 2 thuê văn phòng, tầng 3 công ty chứng khoán, tầng 4 văn phòng bảo hiểm, tầng 5 Panda cà phê. À, lên tới tầng 9 cũng là Panda cà phê luôn. Vòng xoay 360 độ nhìn toàn cảnh thành phố Long Xuyên. Đây các bạn, tầng 5. À, mặt trời bên kia ha, chổi sáng. Qua đây gấu trúc Panda. Panda cà phê. Đó, các bạn thấy rõ ha. Quan trọng là cái view. Ra ngoài những cái view. Và đây là cái view các bạn. Đó, nhìn ra nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Đó, đây. Tiếc là cái view này nó cũng hơi bị hẹp bởi với dạng như cái ban công này nè. Cái ban công đó che lại bớt rồi. Mình sẽ lên tầng 9 coi thử nha, tầng 9 có máy lạnh. Rồi, đi tìm góc khác. Đây, đi qua góc này các bạn, ở đây thấy rõ hơn. Đó. Cũng là nó bị trắng bởi cái cây này, hơi tiếc xíu. Trang trí Tết. Rồi, ai cho mình 100 đô la. Rồi, lì xì. Cà phê Panda 1350 Trần Hưng Đạo. Về nhà ăn Tết. Về nhà ăn Tết. Vẫn đang ở tầng 5 các bạn nha. Góc này nhìn cũng hay hay. Nói chung là dùng để check in thôi. Và đây là tầng 9 của quán cà phê Panda các bạn. Ở trên tầng 9 view rất rất là đẹp. Phải nói là view gần như là 360 độ cắt góc luôn. Và quán cà phê này phục vụ từ 6:30 sáng tới 10 giờ tối.
có bán thêm thức ăn nhẹ, kể cả ăn sáng. Và cái giá thức uống ở đây mình thấy cũng khá là mềm. Một cái ly ép bưởi mình đặt á là 37.000 đồng, cà phê sữa đá là 30.000 đồng. Và nhân viên thân thiện nữa, hồi nãy cái lúc mình đi lên á là chú bảo vệ bấm thang máy cũng rất là thân thiện và gửi xe miễn phí ha. Thì mình nghĩ là lát xuống sẽ gửi tiền cho chú, thì thực sự rất là dễ thương. Và số điện thoại của quán cà phê này là 02963 940416 hoặc là 02963 911789 trong trường hợp các bạn cần đặt tiệc gì đó ở quán cà phê này. Địa chỉ của quán cà phê này ở trên cái biên nhận thì ghi là 9/9 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên ha. Tuy nhiên cái vị trí hồi nãy mình đã quay cho các bạn xem rồi, các bạn cứ thế mà đi tìm thôi. Và bởi vì thành phố Long Xuyên này cái số địa chỉ nhà đó nó nhảy loạn xạ hết, gần ngay cái nhà thờ chánh tòa Long Xuyên ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đi tham quan thêm một vòng của quán cà phê Panda. Và mình sẽ ở đây tới khoảng độ 6:30 tối, để từ đây mình sẽ quay cái cảnh ban đêm. Và sau khi quay xong mình sẽ đi xuống đường các bạn. Mình sẽ đến cầu Hoàng Diệu. Mình sẽ quay một vòng cái khu trung tâm của thành phố Long Xuyên.
Đây là chợ đêm Mỹ Long, ngay dưới chân cầu Hoàng Diệu. Mình quay một vòng trung tâm thành phố Long Xuyên các bạn xem. Đó, nhà thờ Chánh Tòa. Đấy. Phường Mỹ Xuyên. Đây cầu Hoàng Diệu. Ánh sáng chói lòa. Đấy các bạn. Marina Plaza, Vincom Plaza. Đây. Một cái màu hoa này, hoa gọi là hoa mai hay hoa đào đây, nói chung có màu hồng. À, mình hạ sáng xuống mới thấy rõ. Rồi. Năm cánh hoa mai nhưng mà có màu hồng. Thành phố Long Xuyên được khúc này rực rỡ ánh đèn. Đây. Ngày mai mình sẽ đi chợ nổi Long Xuyên và chợ Long Xuyên hang. Hàng cao cấp. Đây các bạn. Cầu bên kia kìa, được rỡ sắc màu không? Hạ sáng xuống xíu thấy rõ luôn. Rồi. Đúng. Phương Trang. À, hiện tại là khoảng độ 7 giờ tối ha, mình đến ẩm thực gió chiều, ăn lẩu hải sản, cánh gà chiên nước mắm và đậu hũ chiên xả ngay bên cạnh bờ sông các bạn luôn, gần khách sạn của mình, nói chung là đối diện bên kia đó. Đông lắm các bạn, người địa phương ha, do chú bảo vệ chỉ mình. Đây, ẩm thực gió chiều 49/3B Bùi Văn Danh, thành phố Long Xuyên, 0939 314 087. Rồi chúng ta qua đây. Đó. Rồi. Bên cạnh bờ sông. Tiếng tiếng phát. Rồi, qua đây. Lớn. Ở đây thực đơn một cái lẩu hải sản 150.000 đồng các bạn. Đậu hũ chiên xả 20.000. Và cái cánh gà chiên nước mắm 45. Đẹp ha. Đây các bạn, đại tiệc nha. Cánh gà chiên nước mắm, đậu hũ chiên xả với lại lẩu hải sản. Lẩu hải sản 150 thôi. Mình quay cái hải sản các bạn xem nè, nhìn cũng kết xù lắm. Đầu tiên đây là cánh gà chiên nước mắm. Đó. Rồi sẽ chuyển qua cái hải sản. Tiếp qua đây hải sản các bạn. Có 1, 2, 3, 4, 5 con tôm, mực với lại như đây có chả cá thì phải. Đó. À, độn rau dưới nữa kìa. Trời. Độn rau, mực. Rồi qua đây là nước lẩu ở đâu mình. Đó. Lẩu Thái ha. Rồi bún. Bên kia là đậu hũ chiên xả với rau. Đó. Đây kèo nèo rau nhúc rất nhiều. Rau muống nữa. Con. Okay. Đây, đầu tiên ăn món cánh gà chiên nước mắm với lại món đậu hũ ha. Rồi, theo ánh sáng các bạn nha, mình nó phải liên tục đưa cái máy lên chợ sáng. Do cái vùng kia có mấy đứa bé đó mở nhạc, giờ vô đây. Rồi, ăn thôi. Mình vừa ăn xong hai miếng gà chiên nước mắm các bạn. Đầu tiên phải nói là cái lớp áo bột của cái miếng gà bên ngoài á, là nó giòn rụm ha, không phải là nó giòn rụm mà ăn cảm giác rất là ngon.
Tuy nhiên là cái độ nước mắm á, nó chưa có đậm đà. Có thể chấm thêm nước mắm nha, nhìn chung cái món nó ngon. Cái món đậu hũ chiên sả mình thích. Bây giờ sẽ còn cái phần nước lẩu. Rồi bây giờ cho hải sản vô. Cho hải sản vô. Đấy, lẩu hải sản 150.000 đồng, thành phố Long Xuyên. Tôm, mực, và cá. Đã chưa? Sắp chín rồi. Đậy nắp lại. Ok. Rồi chín ăn ha. Rồi đây bún kèo nèo rau nhúc. Giờ sẽ cho cái phần nước lẩu vô nha. Cầm lên chén luôn mình. Đẹp hơn. Đó. Đổ nhiều nước vô đi. Đây, đã cho nước lẩu vô các bạn. Đó, nhìn đã không? Giờ mình sang nha. Đầu tiên nếm được cái phần nước lẩu, sau đó ăn cái phần chả, phần tôm và phần mực. Đó, sẽ đánh giá được thôi. Bùm 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 bùm. Quên biết bia nhiêu. Bé bé bé, cái Tiger là bia một chai nhiêu vậy? Tiger nhiêu một chai? Tiger 15.000 đồng chai, giá ổn. Giá rất là ổn luôn. Nước lẩu ngon các bạn ơi. Thơm nha. Ngọt nhẹ. Mình thì mình sẽ cho thêm chút xíu chanh vô nữa, làm chua hơn, làm đà hơn. Mực và tôm đều tươi. Chả cá thơm. Chả cá không đặc biệt nhưng phải nói là cái phần mực và tôm ngon. Rồi, mình ăn hết đây. Đây, enjoy cuộc sống. Tận hưởng thôi. Nhân viên thân thiện nữa. Quán đẹp. Rộng lắm các bạn. Rộng quá. Bạn đến đây nha, thành phố Long Xuyên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.